Nóng quá em cho đá vào đây nhá. Ui, không ngon. Nóng lắm không chịu được. Bây giờ mà mới ăn phở bát đá có quê không? Nhưng mà nhìn hai người kia ăn ngon quá, chắc là cho anh một hai phở bát đá luôn nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Skyline Coffee ở bán đảo 36 Hoàng Cầu. Quán này mọi ngày thì không biết như nào, hôm nay thì vào thấy toàn ông già bà cả. Nói về view của quán này nó gọi là quá đẹp luôn các bạn nhá. Ở đây ngoài phở ra còn có cả bún dọc mùng và bún riêu cua đặc biệt. Không biết nó như thế nào nhưng chắc là hôm nay thì sẽ thử phở bát đá trước. 150 xu một bát. Có cao không? Nhưng mà không gian này ok đúng không nhỉ? Thôi sục luôn. Sôi bắn luôn nước mà. Em làm gì ấy? Em gì gì làm gì ấy? Gì thế để nó đỡ bắn hay đấy. Có một đợt Hà Nội rộ lên là đi ăn phở bát đá. Là một người rất yêu phở nhưng mà lại rất ghét đi theo trend. Thành ra là hôm nay mới là hôm đầu tiên tôi trải nghiệm phở bát đá các bạn. Vì đây là lần đầu tiên nên tôi cũng sẽ không có sự so sánh về giá cả hay là về chất lượng đâu. Mà tôi cũng không biết là cái cách ăn của tôi nó có đúng hay không nữa cơ. Bởi vì tôi cho hết tất cả các thứ cùng một lúc, tôi thấy hơi sai. Quả trứng nó đã bị chín luôn rồi nhá. Chứng tỏ sức nóng của nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà nó thành quả trứng dẻo luôn này. Đó, tí nữa ta sẽ xử lý nó sau. Ui, nhưng mà thế này thì nóng lắm. Nước dùng nhá, thử miếng nước dùng à. Thơm thế. Rất là đậm đà, thơm. Xin miếng giấm tỏi. Em ơi có quẩy không? Có. Cho anh ít quẩy với. Ăn phở không có quẩy thì chán lắm. Cho giấm tỏi vào nữa là ngon luôn. Nước dùng rất thơm. Bánh phở bánh nói nhịu luôn, nóng quá, bánh phở mềm mượt. Rất đậm đà, rất đậm đà nhá. Trứng chín luôn. Ui. Chẳng may chạm vào cái thành này là đi luôn đấy, mát mẻ luôn. Không thể không có quẩy. Đây là phở bát đá, nghĩa đúng nghĩa đen luôn nhá, có đá luôn nhá. Vẫn ngon. Phở mà không có quẩy thì vứt đi. Thế nha.